Đi để cho thầy đi khắp đường thầy đi đó. Đâu có đi theo thầy. Thầy 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 luôn. Không mà cô. Thầy gọi cho cơm mà đi theo con đường qua. Ở trong mới có nhiều cơm. À cứ đi vào đây nhá. Kéo lại cái cảm tự lấy ha. Vâng. Luôn cái cả nhà cả nhà. À đúng, tại vì họ đi theo con đông quá. Chứng đi nó muốn đi theo trong đoàn có một người đâu cần ở cái trung quốc đi theo đó thầy phải đi cho bà con đi theo. Rất là nhiều bà con cô bác mình thì cũng như là những cái đồ cúng vườn trên đường đó bạn, nhưng mà các sư kia nhận nhưng mà thầy chưa có nhận được một phần nào cả. Tụi mình bác chân còn chấm lỏng à. Ở trong này bà con cô bác mình đứng luôn một cái dãy à. Để chờ thầy vào. Ngồi lâu lâu được rồi. Đừng có xông ra bà con ơi, đứng nhìn được bà con ơi, đừng có xông ra nha. Cô chú ơi, đừng có, bà ơi, đừng có xông ra nha. Mình nhìn được rồi, mình nhìn được rồi, quẹt mình lại thôi. Đừng có xong đâu bà con ơi. Đây là thầy Kim Cang nha. Không tiếng số này tan hết thì luôn kìa. Không có một âm thanh là ở nhà thì luôn. Đúng là một tiền lý tưởng là cái này này. Bà con đi nhà. Đây địa điểm nghỉ của chốc con thầy nha. Đây không có tóc người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.